34 đấy ạ. Hiện nay có một số người dân tập trung tại trụ sở Thành ủy Hà Nội để khiếu kiện. Chúng tôi xin thông báo trụ sở Thành ủy Hà Nội không phải nơi tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Nếu bà con có đề nghị gì, yêu cầu bà con đến ban tiếp công dân của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại 34 Lý Thái Tổ để được tiếp nhận và giải quyết. Hành vi tập trung đông người trái phép tại trụ sở Thành ủy đã vi phạm quy định số 38 của Chính phủ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bà con khẩn trương di chuyển khỏi khu vực này, yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động bà con chấp hành. Trong trường hợp quyết định không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ để tuyên truyền bà con sang ba trăm người đổ. Mời các bác sang bên 34 Lý Thái Tổ để chúng tôi xin thông báo trụ sở Thành ủy Hà Nội không phải nơi tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Nếu bà con có đề nghị gì, yêu cầu bà con đến ban tiếp công dân của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại 34 Lý Thái Tổ để được tiếp nhận và giải quyết. Hành vi tập trung đông người trái phép tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã vi phạm quy định số 38 của Chính phủ. Quy định của số 38 đảm bảo trật tự công cộng. Lấy 2/3 đất rồi, lấy 1/3 đất rồi, chỗ thì mất 2/3, chỗ lấy nổi bà con vì vậy, chúng tôi yêu cầu bà con khẩn trương di chuyển khỏi khu vực này, yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động bà con chấp hành. Trường hợp nào cố tình không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thank you.
xe đang vào đây, ra đây đi, đứng đi, xe đang vào nhanh lên. Cái mẹ nó đuổi đây thì mình đứng đây. Ừ. Từ từ. Đất thì là nước rồi, lấy đường đằng sau rồi, học cầu rồi. Thế mà lại còn lại lấy đường.
Vấn đề là chúng em đang cần là thủ tướng trình cái việc của chúng em lên. Dân thì là phụ nữ với cả người già có là gì đâu mà phải là huy động thanh niên ra để làm gì? Dẹp loạn như thế nào bây giờ? Người ta làm là dân người ta đã hình thành 1/3 đất rồi. Mình làm chứ không phải không mình chứ mình làm chứ. Đằng kia kìa. Còn cứ lấy ở trên đây là thành nữa. Còn đây là thành người ta cũng hết đất rồi. Không ạ, đây đất như mặt đường, mặt phố mà kêu bắt không có người ở bỏ hoang. Nha các đồng chí này cứ bị vào cái hoàn cảnh các đồng chí sẽ hiểu. Nhà người ta là nhà ở đàng hoàng tử tế. Báo cáo vớ vẩn đi cướp đất của dân. Người ta hiểu hết nhưng mà người ta không dám nói, người ta chỉ đi làm theo nhiệm vụ của người ta thôi. Người ta cũng hiểu còn hết cả thì các ở đây là người ta cũng hiểu hết, người ta hiểu hết nhưng không ông nào dám nói cả, chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Người ta biết là có lấy đất của đây là thành rồi, lấy 2/3 mới 1/3 rồi. Vậy bây giờ mình đi đúng chính nữa thôi đấy, không ông biết ông khẳng định một điều vẫn lấy chỗ nhà nào. Ông bên dự ông Nam An à? Nam An à? Ông Nam An là trưởng ban dự án đấy. Điều gì nữa anh? Trưởng ban dự án đấy. Dự án đấy. Đây bọn em có à? Quay phim ghi âm đàng hoàng đấy. Quay ra đâu rồi? Mình sẽ đứng đi đứng bên đây. Đây đây đứng mà. Đấy ngồi kia đứng đi thôi. Dân nhà mình ra ngoài kia đứng đi, bây giờ cho ông đang vào đấy. Ông đang vào đấy, chả bộ nó cua mình vào đây đấy. Bất thế, mua cái gì? Chúng ta nhà mày đứng. Các em này có vậy, nó lấy đất của mình được. Nó được lệnh nó cua thì nó phải cua chứ. Nó phải đi chứ còn nó ăn đất, nó có ăn gì đâu. Đất nó có lấy của mình đâu, nó phải tạo nghiệp làm gì. Nhưng mà việc của nó là phải đi cua.
làm một cái ác con cái nó phải hứng chịu chứ. Nó có ăn đất của mình đâu mà nó phải thực thi. Người nào lấy thì người ấy cúng đường đấy. Ngồi trên thì ra thử đi. Hôm thì bảo là trình thủ tướng nhưng mà 3 tháng rồi hứa với dân chẳng đúng đấy. Bảo 3 tháng rồi ra văn bản họp trong thành phố Hà Nội tới giờ 3 tháng lại thôi. Lại lờ đi. Đấy. Thế chị bảo hôm nay là nhà chị mà mai lại nhà các em thôi chứ có gì đâu. Hôm thì bà con có làm gì đâu, mọi người cứ ra đần. Hết giờ hè rồi. Con em phải riêng dân dân đây là thành tin đâu là người ta biết. Kể cả lên Hùng Vương là công an thì phải biết. Rất trật tự. Không bao giờ chửi tới hay là xúc phạm gì ai hết. Nhưng mà cứ ra đần với cả tóm tay tóm chân với cả cái lọ thế kia giật dòng kéo là bọn chị lấy. Thứ hai bọn chị tự dưng lấy là được nghỉ ngơi sướng quá. Em cũng hiểu. Nghỉ lắm nhà. Bọn em cũng hiểu cái nó khổ của cái các chị các anh cùng các bạn ở đây. Bọn em đang làm chỉ là làm nhiệm vụ thôi chứ cái gì đâu. Đấy, em có cảm em. Em có bù nhà của em các bạn chị được không? Em làm gì có nhà mà bù. Ai chẳng có nhà. Các bà ơi, các bà con cơ ba ơi, tắt nắng hơn mình về à? Có khách sạn 36 cầu đấy. Chú chị mấy cái sạn. Bây giờ đang nóng luôn, tóc lắng nước. Ôi trời ơi, ăn rồi chết thôi chứ. Tầm ăn lắm lắm lắm. Đứng lên, đứng lên. Ăn đi, bảo lên bác sĩ nước này.